Chào mừng các bạn đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ nấu món lẩu nấm. Và để nấu cái món này thì mình đã chuẩn bị đây là các loại nấm nè các bạn. Nấm linh chi trắng thì mình sẽ dùng 100g. Nấm kim châm mình dùng 150g. Và đây là nấm bạch tuyết mình sẽ dùng 100g. Và bốn cái nấm nuôi gà này nặng 150g. Và 100g nấm rơm. Và các bạn cũng có thể dùng thêm các loại nấm mà mình yêu thích nhé. Rau tần ô nè các bạn 150g. Một trái bắp, và trái bắp này nặng 200g. Mình dùng một bó hẹ bông khoảng 150g. Và ở đây mình dùng một miếng tàu hủ kia này các bạn, hay còn gọi là ván đậu đấy. Và mình dùng khoảng 50g. Chút nữa mình sẽ cắt miếng nhỏ ra. Nước gà này nặng 1kg nha các bạn. Mần và rửa sạch sẵn rồi. Và mình dùng 2 muỗng canh hạt nêm chay được làm từ nấm đó các bạn. Muỗng canh tiêu, nửa muỗng canh bột ngọt. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Mình bắt lên bếp một cái nồi rồi. Tiếp theo là mình sẽ cho vô một ít dầu ăn. Để cho dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi băm vô. Và phần tỏi đã vàng rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Sau đó mình sẽ vớt ra một ít tỏi. Mình chừa lại một ít tỏi trong nồi nhé. Giờ thì mình đã cắt ra miếng vừa ăn rồi. Sau đó mình sẽ cho vô một muỗng cà phê tỏi mình vừa mới phi xong á. Cho vô ít hạt nêm nha. Rồi mình cho vô ít bột ngọt nữa, ít tiêu nữa. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Mình sẽ ướp khoảng 20 phút. Mình đã ướp xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho vô cái nồi hồi nãy mình phi tỏi đấy các bạn. Rồi mình sẽ xào cho thịt săn lại. Thịt da đã săn lại rồi, bây giờ mình sẽ đổ vô 2 lít nước. Rồi bây giờ mình sẽ cho hạt nêm, tiêu và bột ngọt còn lại vô hết luôn. Và sau đó thì mình sẽ đậy nắp lại. Mình sẽ nấu trong vòng 1 tiếng. Và trong thời gian mình hầm gà, bây giờ mình sẽ sơ chế các loại nấm nhé. Nấm này thì các bạn mua về mình ngâm với nước muối khoảng 15 phút rồi mình rửa sạch lại với nước lạnh nhé. Rồi tiếp theo là mình sẽ xắt cái phần nấm đùi gà nè. Mình chẻ ra làm hai. Sau đó mình sẽ xắt cái miếng vừa ăn. Mình xắt như vậy là được nha các bạn. Nấm rơm thì mình sẽ cắt cái hình dấu cộng ở trên đây nè các bạn. Này mình cắt cho nó đẹp thôi. Đây mình cắt như vậy nè các bạn. Rồi tương tự mình sẽ cắt những phần nấm còn lại cho đến khi nào hết. Rồi tiếp theo là đến cái phần bắp thì mình sẽ xắt khoanh. Các bạn xắt khoanh như vậy là vừa rồi nhé. Rau này thì mình sẽ ngắt khúc như thế này. Các bạn ngắt khúc vừa ăn là được rồi. À, rau này thì mình cũng đã rửa sạch rồi nhé. Các bạn mua về mình ngâm với nước muối trước rồi mình hãy rửa sạch lại. Rồi phần tàu hủ kia này thì mình sẽ cắt miếng nhỏ ra. Wow, nó rất là giòn các bạn. Các bạn cắt những cái miếng vừa vừa như thế này là được nhé. Mình bắt lên bếp một chảo dầu, mình sẽ cho tàu hủ kia vô để mình chiên. Mình chiên cho nó phồng lên như vậy là được rồi nha các bạn. Sau đó mình vớt ra mà mình để vô cái rổ cho nó rõ dầu. Rồi tiếp tục mình sẽ chiên với những miếng còn lại. Rồi cái nồi nước gà của mình nó bắt đầu sôi lên rồi đấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho bắp vô. Tiếp theo là mình sẽ cho nấm rơm vô. Và mình sẽ nấu thêm 30 phút nữa. Mình để nắp lại. Sẽ để lửa vừa thôi nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cho nấm đùi gà vô. Và mình nấu thêm 10 phút nữa nhé. Rồi cái nồi nước lẩu của mình như vậy là được rồi. Sau đó các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ múc cái nước lẩu này ra một cái nồi nhỏ hơn nha. Mình để lên bếp ga. Mình có bắt lên bếp một nồi nước các bạn. Nồi nước đã sôi rồi, bây giờ mình cho vô một ít dầu ăn. Trộn mì á. Các bạn có thể ăn với mì hoặc là bún tươi nha. Mình sẽ cho mì khô vô mình trộn qua. Mình sẽ trộn khoảng 2 phút nha các bạn. Sau đó mình sẽ vớt ra và mình để vô trong cái tô nước lạnh. Rồi mình đã cho cái nồi lẩu lên trên cái bếp ga này các bạn. Bây giờ mình chỉ việc đợi cho nước sôi rồi mình cho rau và nấm vô là được rồi. Rồi các bạn nhìn cái rổ rau và nấm của mình là rất là hấp dẫn luôn nha. Thank you.
này thì mình sẽ ăn với lại nước mắm nha các bạn. Nước mắm rồi mình cắt ớt vô, là các bạn có thể ăn với lại muối ớt cũng được, tùy sở thích nhé. Rồi mình đã cho mì vô chén rồi nè các bạn. Rồi nước cũng bắt đầu sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho núm rau và tàu hủ kia vô. Đây mình sẽ cho hẹ vô. Rồi mình mới vừa cho rau và núm vô xong rồi đó các bạn. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Wow, rất là thơm luôn á các bạn. Mình trụng núm xuống cho chín nha. Nhìn cái nồi lẩu của mình là rất là hấp dẫn luôn á các bạn. Khi mà núm á, mình nấu thôi mà nó ra cái chất ngọt từ núm á, rất là ngọt. Và lúc này thì mình sẽ hạ lửa thật là nhỏ xuống nha. Rồi mình để cho nước sôi liu là được nhé. Rồi bây giờ thì mình chan nước vô cái chén nè. Rồi mình sẽ gấp núm, gấp rau vô. À, mình vớt rau ra trước nha các bạn. Để lâu quá thì nó sẽ mềm rụt luôn á. Đây, núm đùi gà đây. Bắp hẹ nữa nè. Rồi một miếng tàu hủ kia. Rồi các bạn nhìn nè. Rồi cái chén của mình cho một cục thịt gà vô nữa. Wow, rất là hấp dẫn luôn ấy các bạn. Rồi bây giờ thì mình ăn thôi. Mình ăn lúc nó còn nóng bốc khói như thế này thì mới ngon. Đây mình sẽ ăn thử cái nấm đùi gà trước nhé. Chấm với miếng nước mắm nè. Nước mắm ớt nhiều thế ghê luôn á. Nấm rất là ngọt luôn á các bạn. Và nó dai dai nữa. Và đặc biệt cái phần nước á các bạn. Mình húp một cái á. Ôi, nó rất là ngọt luôn á. Sợi mì thì dai dai nè. Và đặc biệt là cái rau này nè các bạn. Cái rau tầng ô nè, ăn rất là thơm luôn á. Mình ăn lẩu nấm á, là lẩu ngọt á các bạn. Mình ăn với cái rau này nè thì nó sẽ ngon hơn. Nấm ngon quá. Chấm miếng nước mắm. Rồi, bây giờ mình ăn miếng thịt gà nè các bạn. Đây, chấm vô với nước mắm nha. Thèm quá. Gà vừa mềm vừa ngọt nè, chấm với nước mắm cay cay mặn mặn nữa. Rất là tuyệt vời luôn á. Úi dạ, tàu hủ kia đây các bạn. Tàu hủ kia các bạn, khi mà mình ăn thì nó có vị hơi dai dai nè. Và rất là thơm mùi đậu hũ nha. Chấm với nước mắm. Rồi mình ăn thử bắp đi các bạn. Đây, bắp nấu rất là ngọt luôn nha. Wow, khoái quá. Cực kỳ ngọt luôn ấy các bạn. Đây, ăn nấm nè, nấm kim châm. Chấm với nước mắm. Ăn lúc còn nóng gì nó mới ngon. Nãy giờ mình không thấy nấm rơm ta. Nấm rơm đâu hết rồi, nó trốn ở dưới hết rồi đấy các bạn. Nó bị chìm ở dưới rồi quá. À, đây. Mình thấy rồi. Cuối cùng mình cũng gấp được nữa rồi. Đây cái đùi gà này các bạn. Cái lẩu này nè các bạn, khoảng 4 đến 5 người ăn luôn á. Thì mình nấu rất là nhiều luôn nè. Bạn nào thích ăn nấm hay rau nhiều thì các bạn cứ ăn nhiều nhiều vô nha. Rồi mình chấm miếng thịt gà với nước mắm. Các bạn cũng có thể trụng vô thịt bò nè, thịt bò mình sắc lát mỏng á. Và các bạn có thể cho vô thêm tôm, mực nè. Wow. Ăn cái nấm đùi gà nè các bạn, nó rất là ngọt luôn á. Và các bạn ơi, video mình làm món lẩu nấm của mình đến đây cũng hết rồi. Và mình chúc cho các bạn làm thành công nè và ăn ngon miệng nữa. Nếu các bạn mà có yêu thích cái món lẩu nấm của mình á, thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!